Dạ, đây ông bà cô bác ơi, Khánh Nguyễn và gia đình xin kính chào ông bà cô bác luôn. Ông bà ông mới vừa đi mới xử Chào clip bà cô xong. bác. Đây ông bà cô bác. Bữa nay cô Thủy cho xuống chơi ở nhà ăn mừng nửa chấm bích. Này ông bà cô bác, mẹ ở đây á, mẹ cũng mua của một người hàng xóm cũng gần nhà thôi à. Tại vì biết cô xuống chơi á, giờ mẹ cũng mua một miếng nửa trái là chia ở nhà, nửa trái để dùng còn nửa trái để gửi cho cô Thủy đem về á, nên là mẹ cũng mua đặt ở đẳng đem lại. Đặc biệt mít này là mít hồi xưa chứ không phải là mít Thái không mà cô bác. Mít Khánh biết mít hồi xưa chứ cũng không biết hồi xưa là mít làm sao, nó mít nó mềm mềm vậy đó. Rồi bây giờ Khánh với gia đình cũng mời ông bà cô bác là dùng mít luôn. Khánh chia sẻ những hình ảnh ở đây nha. Đang ngồi trước cái chòi này, trước nhà đông bà cô bác ơi. Rồi trước khi mà chuyển máy quay lại á, thì Khánh và gia đình cũng chúc toàn thể bà con quý khán giả, quý mạnh thường quân luôn mạnh khỏe bình an luôn. Rồi ông bà cô bác thương Khánh thương gia đình xem những diễn biến tiếp theo luôn. Lúc này không bụng bự dưới Ông đây. ơi, Rồi ông bà có chơi rồi không? Khánh chuyển máy quay Ngủ thì lại thớt liền, thì lát chiều nó thớt nó tỉa rồi đó đi. hai bên bà có chơi rồi em không? quéo quá rồi, giờ tay khép còn phòng kéo cái chè Lát tóc thì nó tỉa chừng trước bỏ đi, rúng cái là hối đầu, chứ cắt như con thì đầu người là ta cái nói, đầu người ta nói ngu cắt ngố ngố ngu cắt trình mái đó mẹ nữa đâu á, tỉa bớt cái trái nè. hả, tóc cũng quăng quăng rồi còn gì nữa đâu tỉa Tỉa đó, đầu độ hối hối gì, cái đầu mày tóc lộ gì, hả? đầu mày Quá trời luôn. hối à, chứ tự nhiên nghĩ sao cắt tóc mà đi hối đầu Gà mà nó thấy sồi nữa, ủa nó lấy thấy mít nó nghe mùi thơm nó cũng vô nữa kìa. nó đứng nó ngóng luôn Gà này là á, ba mẹ nuôi thì Tết năm mít rồi không đi mà các bác. nè, mít đi Đây nè. lấy mít mời cô với mẹ ăn tiếp nè. Thôi cô không ăn, ăn mấy Ăn miếng nữa đây nữa con. cho tối rồi cô mới Vậy ăn. cô dở quá giờ sao gửi cô về được không? Tiền gửi mít cho cô, tiền gửi cô về. Không, ý là gửi mít cho cô đem về á. Cho chị nha. Đa cho cô. Này làm sum tấu mít ngon lắm con. Tối rồi. Mẹ Già là yếu. nè, lấy mít qua mẹ nè. Đây. Ăn đi Cắt cho nó biết thật à. sâu nha, nãy ăn hai muỗng là bị Đó, mất. cho anh hai miếng rồi em. Cái gì? Mấy mẹ ăn miếng đi, anh miếng. Thôi mẹ không Nè, ăn đâu. ăn đi mẹ. Ăn đi đào, ăn Em muối ăn rồi. nãy giờ hai muỗng vô. Mẹ Hai ăn miếng muỗng nó ba đi muỗng lên thôi. tứ đồ. Ba mẹ không có đi không? Nè cho con, nè con. Lấy Ăn đi con. thôi cô không ăn nha, muối nha con. Ăn đi con. Nè, có sò trong đây nè mấy em. Thôi. Nè. Diêm dục. Đó. Đó mày. Nãy cho miếng đi em. Trong này nó có dễ không ta? Mày có rễ đâu trong đây. Đó nè. Hả? Nè. À, hột bít đâu đâu có rễ có sao đâu. Ừ. Chín quá rồi. Mít này ngon mà. Mít nhà bà chồng á. Dạ. Này giờ kiếm lại khó lắm á. Cảm ơn cô bác. Dám có chứ quê thiếu gì. Mình không có chứ quê thiếu gì. Mít này giống mít nghệ phải không bạn? Không, mày đâu không phải mít Thái. Mít này hồi xưa là mình trồng mít này nè. Mít cờ đen. Cái mít mà mới đậu màu xanh có trái bự ra cái chuyển qua màu đây, màu đỏ. Đây, chỉ có rụng cờ đen thôi nha. Đúng rồi. Còn gì cũng của Long An. Cái gì cũng Dưa hấu cũng Long An. Chỉ có rượu cờ đen thôi. Ừ, cờ đen chỉ có. Nói cái clip mà trái mít đỏ còn không? Xóa rồi. Chứ mít đỏ, hai chứ mít đỏ lè luôn. Vỏ ngoài đỏ chứ trong vàng. Chuẩn bị trời mưa rồi mẹ. Trời mưa tới độ vậy. Mưa gì, ngoài chuyển đen mẹ. Tắt hết luôn hả em? Tắt luôn đi. Tắt luôn hả? Vậy, nãy mẹ nói để cho cô Thủy. Cô Thủy thì tắt luôn mẹ. Tắt ra luôn vì đi, cho cô để Thủy ăn vỏ không bưng lại. À, để đặt máy ngoài cho trò chuyện ông bà cô bác. Lúc này kinh tế khó khăn quá rồi. Hả à, đợi ngồi chơi đi. À, mít mà chó nó nghe mùi mít nó cũng vô nữa. Quá trời luôn. Mấy đứa nhỏ nó đi hết rồi hả? Rồi. Mấy con ruồi này nó ăn trái cây không mà không sao đâu.
Nó con. Cô nhìn. Không phải có con rùa này ta kêu rùa mật á. Dạ, rùa mật thấy không? Rùa người ta. Không thiệt mà rùa nhỏ nhỏ rùa mật. Người ta còn nuôi nữa. Có nuôi. Không có rùa bự cái cái ghê con rùa này rùa mật á. Rùa xanh xanh á. Cái rùa này nó nhỏ nhỏ á. Ừ. Không biết mà con nghe ta nói vậy đó rùa mật. Ăn này vừa ăn nó không có ngọt không dữ. Mật, rùi mật. Nó không có ngọt dữ mà nó cũng không có lạc nữa. Cái dừa. Dừa, à. Dạ. Cho miếng nữa đi em. Con ăn thêm không con? Thôi con không ăn nữa. Ban ngày con ăn giờ lên tối rồi con sợ. Giờ còn sớm mà. Này mềm mềm. Trời ơi thôi con. Bắt quả trời ốc luôn. Con bắt đem về đây con thả con hào nó ăn ở đây á. Ừ. Đổ con ruộng phóng xanh vô con. Tội. Vô con mít này cho đi. Tiền xe của ba nha. Ủa cây quay của ba. Con ăn nè con chào ông bà của bác kìa. Trời ơi dục xe luôn vậy. Đứng xích vô. Ừ. Sao chào yếu vậy con? Yếu hơi ạ. Đó bóc ăn đi con. Trời ăn xin con ăn gì con mấy hai trái gì cho ai? Nó ăn. Cho ai hết. Ăn mà không mời ông bà cô bác. Ừ, cái bông khế mà nó ra trên cái thân luôn à. Ừ, có thể. Ừ, đẹp quá, bông khế đẹp quá. Dạ. Ủa mà mới hồi trưa là con về có một xe hả? Hai xe mà. Con xe thí xe hả? Dạ. Trời, bông khế đẹp quá, màu tím tím rồi đỏ. Dạ. Nó cầm máy quay cho linh động cái bông khế nữa mà cô bác. Bông khế mở ra trên thân luôn. Đây ông bà cô bác đó. Xe đạp. Mẹ đi đâu? Chút xíu mưa à. Nè. Nè đây ông bà cô bác, này bông khế nè. Quá trời luôn. Bông khế mà hết trên cái thân luôn à. Nè có trái nó ra luôn nè ông bà cô bác. Đó, đặc biệt cái khế nhà. Dạ có không? Dạ, nè ở đây nó ra trái bự luôn nè. Nè ông bà cô bác. Rồi tụi con dẹp xe đi vô ăn mít kìa. Thôi con muốn xuống dưới chơi biết nhà mà thôi. Đi dưới chơi. Rồi đây. Rồi đâu sáng mai cái cô mà dậy không nổi cái ở nhà chơi cái gì đâu. Thôi thôi dẹp đi con đi thả đi con. Thôi sang tao quyết định đi tối nay chở cô về dưới tính sao. Thôi về đi khánh lên sớm đi. Cô về cô phải cúng mùng năm nữa. Dạ. Mai cúng mùng năm. Này chưa là cô tính cô sợ phiền cái cô tính đi về cô qua nó cô phụ cô nghĩ là chưa có liệm. Dạ. Nên là về cũng buồn quá, con xin miếng đâu mà các bác ơi. Ngon quá, ngọt quá. Chị đá thì nói đừng đi, chỉ bị bệnh hoạn gì đi gì mất hơi từng gửi lời cuốn biếu gửi bao thơ được rồi để bác gửi rồi bác đi cho chị đừng đi và tiếp biết mà. Ừ. Qua rồi á. Dạ gần nhà cô. Cô ở hẻm 25 mà ở hẻm ngay trường Trung ương gì đó. Ngay ở chừng cái nào hư rồi bỏ. Cũng gần đi bộ tới được. Cùng phường nó bả thương nó lắm. Nói là đã bệnh hoạn gì đi. Mở coi TV mà. Ừ. Mà có thể sợ
đang coi thời sự. Rồi được rồi, bỏ đi, bỏ cá ăn đừng có giục, cá nó rỉa mấy cái này ngon. Dạ được, cá rỉa mấy cái này ngon lắm á con. Rồi thôi bây giờ nãy giờ chia sẻ làm mà nửa trái mít nhưng mà cô bác mít ngon quá trời luôn, mít nghệ rất là ngon. Rồi coi chừng dao. Rồi chắc là khép chương trình luôn mà cô bác ơi, chuẩn bị đi lên làm việc khác nữa, trên rẫy nữa. Rồi nè em ơi, cả nhà mình chào ông bà cô bác luôn nè. Chào ông bà cô bác. Dạ. Rồi chào ông bà cô bác luôn. Rồi Khánh khép chương trình tại đây luôn. Mấy đứa nhỏ giờ còn chạy đi chơi ở ngoài đây. Tí con làm gì con? Thôi khỏi cần. Nè tụi con nè, chào ông bà cô bác nè. Rồi hôm một lần nữa Khánh cũng không biết nói gì hơn, cũng chúc mừng cô bác tụi mình khỏe bình an, công việc thuận lợi và thành công luôn. Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem là ở phía sau lưng Phong là một cây vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á, là giấy tờ ở bên đây á, là bên sở y tế nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây á, được xác nhận và chứng nhận cô chú anh chị. Này, cho bà con uống hết bệnh thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc. Và cũng mừng cho hai đứa con luôn. Cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Thì sẵn đây thì anh cũng nói luôn, thì bây giờ á ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, rồi viêm đa khớp, tất cả các bệnh về xương khớp á thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi. Cứ liên hệ số điện thoại của Khánh. Thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi thôi thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp thì có thể liên hệ trực tiếp cho gia đình